Dạ mẹ ơi, sáng nay mình đi chợ mua rau để làm ra món rau luộc chấm chao á. Bây giờ con đi chuẩn bị nước nóng với lại nước đá để chuẩn bị luộc rau nha. Không cần đâu con, bây giờ hôm nay mẹ sẽ chỉ cho con cách luộc rau bằng lò vi sóng, về nhanh, gọn, đảm bảo chất dinh dưỡng của rau củ quả nha con. Dạ. Bây giờ mẹ con mình bắt đầu nha. Dạ. Mẹ ơi, luộc bằng lò vi sóng thì có chín không mẹ? Luộc bằng lò vi sóng rất là ngon. Vì lò vi sóng khi mà chúng ta luộc rau thì rau nó sẽ không bị ra nước và nó sẽ giữ lại được độ giòn, ngọt của rau củ quả được tự nhiên hơn. Dạ. Ừ. Cắt rau mình không nên cắt quá mỏng. Rau luộc nếu mình cắt quá mỏng ăn nó sẽ không cảm giác là giòn. Bí xanh mình sẽ cắt bỏ ruột nha con. Dạ. Hồi trước giờ mình luộc rau phải chuẩn bị nấu nước sôi luộc từng thứ khác nhau á. Không biết lần này mẹ luộc bằng lò vi sóng thì nó như thế nào ha? Lò vi sóng thứ nhất là mình tiết kiệm được thời gian. Thứ hai nữa là nó sẽ giữ cái độ giòn của rau, màu sắc đẹp, chất dinh dưỡng của rau. Dạ. Mình cắt xong rồi mình làm sao nữa mẹ? Rồi bây giờ con dùng màng bao thực phẩm này. Dạ. Con ràng lại cái đĩa. Rồi bây giờ mình cho vào lò vi sóng. Mình cho cả dĩa có màng bọc vào lò vi sóng luôn hả mẹ? Đúng rồi, tại vì màng bọc này khi bỏ vào lò vi sóng không bị chảy nè, cũng không ảnh hưởng gì đến cái vấn đề sức khỏe. Dạ. À, bây giờ là mình cho vào lò vi sóng khoảng 2 đến 3 phút con. Dạ. Và mình ấn nút khoảng 2 đến 3 phút. Con có biết tại sao hôm nay mà mẹ hướng dẫn chỉ cho con cách luộc rau này không? Dạ không ạ. Ở nhà chồng con á, dạo này rất là thích ăn rau củ quả, hình như là thịt cá riết rồi. Dạ. Đầm ngán. Dạ đúng. Cho nên mẹ, là ông xã con lại muốn ăn những cái món rau luộc như thế này. Dạ. Và luộc như những lần trước thì Vinh nói sao tao không thấy ngon. Dạ. Cho nên là mẹ mới thử nghiệm một vài lần luộc bằng lò vi sóng. Thì khi mà lấy rau ra Vinh ăn nó có khác biệt giữa lúc mà mình luộc có nước và luộc bằng lò vi sóng. Dạ, nó đảm bảo giữ được cái độ tươi và chất dinh dưỡng trong rau mẹ ha. Ừ. Nhưng mà lần đầu tiên con thấy mình bọc cái màng bọc thực phẩm mà đem vô lò vi sóng, con cũng hơi lo ngại. Mới đầu mẹ cũng nghĩ là cái màng bao thực phẩm này khi mà bao lại bỏ vào lò vi sóng mẹ cũng sợ nó chảy. Dạ. Nhưng mà chủ cửa hàng mà bán cái loại màng bao thực phẩm này có giới thiệu cho mẹ là nó sẽ không ảnh hưởng. Dạ. Vì đến sức khỏe cho nên mẹ dùng thử và mẹ thấy nó tốt. Dạ. Hôm bữa đi tham gia chương trình mẹ chồng nàng dâu, vô công ty mẹ cũng cảm thấy ngại với mọi người quá trời luôn. Sao ngại mẹ? Mọi người nói trời ơi con dâu còn hả đăng ký hả? Muốn đăng ký cho mẹ chồng chương trình bạn muốn hẹn hò mới ghê chứ. Làm mẹ ngại chính có mặt với mọi người. Nhưng mà đó cũng là mong muốn của con, cho nên là nhân cái chương trình này con cũng muốn như vậy với mẹ. Muốn cho mẹ có một người tri kỷ. Đâu sao đâu mẹ nhỉ? Thì đó cũng là điều tốt. Nhưng mà có điều là mẹ nghĩ là bây giờ đối với mẹ thì khi mà có con về làm dâu của nhà mẹ thì mẹ cảm thấy là mẹ hài lòng với tất cả mọi thứ. Và mẹ nghĩ chuyện đó thì nó chỉ là thêm thôi, để nó có một cái niềm vui để mà mình lạc quan, để mà mình sống thôi, chứ nó không phải là cái điểm tất yếu đối với mẹ. Ừ, bây giờ mình sẽ lấy rau ra nha con. Dạ. Rồi mẹ sẽ mở cái màng thực phẩm này ra, con sẽ xem nha. Dạ. Cái đĩa rau mình như thế nào nha. Wow. Đó. Rau mình vẫn còn rất là tươi, màu rất là đẹp. Mai mốt không có mẹ ở nhà thì con sẽ làm những món như thế này. Dùng màng bọc thực phẩm bọc rau củ lại, sau đó cho vào lò vi sóng sẽ nhanh chóng có món rau củ luộc thơm ngon, giữ nguyên hàm lượng dinh dưỡng và màu sắc cho rau củ.